Hello, Đức Vlog chào mọi người nha. Em giới thiệu cho mọi người một con BC 125. Con này đầu 12 nha mọi người. Hay là 3 vô hay là 4 ha. Đầu 13, đầu 14 vô hay là 4, ngay đầu 12 cuối. Dĩ bô lớn hay là 3 nha. Mặt nạ này, mặt nạ đời cao ha. Có lông mũi. Này giao mùa giữa 2.3 với 2.4. Cái máy đời này thì cực kỳ xịn luôn. Xe này sơn CG 100%. Áo rất là đẹp ha. Áo còn rất là bóng. Mấy cái này là tem đấu giá bên Nhật về nha mọi người. Cái chó đèn thì trong veo luôn. Xe này đi ít mấy ngàn cây thôi. Cái dấu heo dầu này kia này phết mà còn đầy đủ luôn. Mấy cái đó chưa có coi. 6.000 cây cùng kiết chữ nghĩa đầy đủ nè, đủ màu luôn á, đỏ tươi luôn, tem tiết các cái tem thông số, nút đề star này, màu rất là đẹp, chưa phai màu một chút xíu nữa. Nhựa nhám thì tương đối nghĩa là tương đối đẹp nha, hai kính hai chìa zin theo xe, bao tay zin. Nhựa nhám này mọi người coi đẹp. Áo này cũng bóng sáng đẹp nha. Mâm này sơn zin ha, phục zin giò gà. Con này giò gà nhưng mà đĩa, đặc trưng của dòng BNC ha. Giò gà đĩa heo dầu đẹp ha. Mấy chấm phết sơn này đầy đủ đẹp. Rồi vỏ gai còn ra gió này kia đầy đủ nha mọi người. Con này máy xịn luôn, yên form còn rất là đẹp, lốc zin, cái này đùi gà đẹp nha, tem gấp mà tem đùi gà này còn đẹp, những cái bát này còn bảy màu luôn, lò xo này kia rồi, lưỡi thắng rồi rất là đẹp, cái này mâm zin có nổ một hai chỗ nha, nó không quan trọng, hồi nãy em thấy có nổ nhưng mà lại đây thì không thấy nó nổ. Que zin, đèn zin, áo bóng. Tư đèn còn trong veo luôn, chưa có đục, chưa răng gì luôn nha. Mấy cái này tiếng ra đẹp. BC. Đây là cái tem, kêu là cái tem biển số. Thường là cái tem này mà xe nào mà còn á, là xe đi rất là ít. Cái này xịt nước vài lần là nó bay ra. Mắc cái tem ba góc này. Anh nào anh gỡ ra hay gì vậy? Rồi ba ga dài, cái này ba ga theo xe bên Nhật về ha. Thường là cái những cái ba ga bên Nhật về là toàn là 3 kg không à. Rổ hay ba ga gì cũng 3 kg không à. Xe này hai kính hai chìa zin theo xe luôn. Nắp xăng 7 màu luôn ha. Bát yên này kia rồi, ốc tán rất là đẹp. Mấy cái thùng này là chưa có vệ sinh gì hết, đập kính thì khỏi nói luôn mọi người, đẹp made in Japan luôn, sản xuất Nhật, kính vuông, khoang máy sạch sẽ, bảy màu. Cái này chóa nắng cho nên là chỉ thấy như này thôi. Xe này liền lạc, mọi người mua về đổ xăng lại đi thôi, yên yên theo xe luôn nha. Yên rất là đẹp. Áo thì còn cái bàn luôn. Cái đời này á là áo nó màu trắng ngà, xong rồi cái đời sau á là áo nó màu trắng sữa. Và cái nhựa nhám này nè, cái nhựa nhám này đời sau nó sẽ tương đối giống với lại cái áo luôn, chứ không phải là cái màu nó sậm hơn vậy. Ví dụ như cái đầu của 16 đi, 27, 28 đi, trắng nó là trắng trắng tinh, màu trắng tinh, và cái màu nhựa nhám này nó cũng gần giống như trắng tinh vậy. Bô đề 2.3 sẽ là cái bát bực bô dĩ lớn nha, dĩ bô lớn. Cái đời trước á, đầu 10 á, là cái dĩ nó nằm tuốt trên này nè mà nó nhỏ. Để mình sẽ cho em coi cái đồng gánh nữa nè, bảy màu luôn, rất là đẹp nha. Xe này sơn CG 100% nha mọi người. Đang cam đang ha.
tem này kia còn đầy đủ lắm nha. Đẹp lắm. Coi này đầu 12. Máy cực kỳ xịn luôn. Cái này mọi người đem về chạy vài bữa cho cái máy nó phong lại, tại xe kho để lâu. Cái xăng lâu năm của xe bên Nhật về thường là nó sẽ bị dơ. Mọi người chạy hết cái xăng đó là xe nó nổ máy là bình thường, là nó xịn là bình thường. Ở bên đây thì kêu bằng xăng thối á mọi người. Con bên xì này á, mẹ những người phụ nữ lớn tuổi họ rất là thích, anh em cũng rất là thích, đi rất là bền. Thứ nhất là bền, cốt rộng, chỗ để chân sâu đó. Hai kính hai chè đầy đủ. Cái dây công tơ mét lâu ngày nó bị gọi là bị rít á, bị rít. Có thể là thay cái dây công tơ mét hoặc là châm nhớt vô thì nó sẽ trơn tru lại thôi. Rồi mọi hút đăng chức năng hoạt động đầy đủ, đặc biệt là cái kèn của bê xì thì mọi người biết rồi. Tắp vô bắp cái kèn ghê cái, tại cái kèn của bê xì rất là xịn. Tao bán 1 triệu mấy cái. Đó. Cùng chiếc chữ nghĩa đầy đủ. Xe này dẫn ra là đi thôi. Rất là bền. Hồng ra cái là không nghe tiếng động luôn. Rồi, một con BC đầu 12 ha. Hay là 3, người quan tâm thì liên hệ em, số điện thoại em để cho màn hình ha. Em có full hình chi tiết nha, người cứ liên hệ em bao ship toàn quốc giấy tờ thì anh em tự lo.